Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà giảm giá nằm tại trục đường nhánh đường số thuộc đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đã muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 15m và được anh chịu nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và ba lầu. Hôm nay sử dụng của căn nhà mình sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và thân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh ở Đông Tứ Trạch. Và đặc biệt của căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, mình có con đường rộng lên đến 8m, xe hơi xe tải là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với hai dãy nhà lầu và mình mới xây dựng có một dãy thôi, còn một dãy ở phía trước thì chưa xây dựng. Và hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá để gửi đến nhà. Với cặp nhà này thì đã bán một căn rồi, thì còn lại một căn thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin quay video để gửi đến khách hàng, cũng như để khách hàng đang có nhu cầu và đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà nằm tại trục đường nhánh đường số đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, và chỉ với giá 8 tỷ, hơn 8 tỷ một chút xíu. Còn thương lượng thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bên trong, cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong là khu vực gara để xe hơi cũng như xe gắn máy của căn nhà. Căn nhà mình thì được các chị đưa hai lớp cửa ra phía ngoài để bên trong mình vừa để xe hơi cũng như là xe gắn máy, rất là rộng rãi và thoải mái, mình có thể được tất cả các loại xe vào bên trong căn nhà. Với sàn nhà mình thì được lát gạch đá bóng kính 80, 20 tường được anh chị ở nhà ốp gạch đá bóng kính 60, cao lên 1m2, rất là thoáng và rất là mát. Và đặc biệt căn nhà mình thì được thiết kế theo kiểu tầng lửng ngược, cái mẫu nhà mới nhất năm 2023, nằm tại trục đường số đường nhánh Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và mình vừa cùng di chuyển qua khu vực không gian phòng gara để xe và vào bên trong là mình sẽ đến với khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Phòng khách thì đã được anh chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng rồi, cho nên khu vực ở dưới tầng trệt này thì anh chị thiết kế để mình làm văn phòng công ty cũng như là không gian phòng bếp và khu vực để xe. Bên trong không gian phòng bếp mình sẽ có một bộ bàn ăn, 6 ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, và mình có tủ rượu cũng như những bức tranh trang trí. Và phía sau mình sẽ là không gian phòng bếp căn nhà, mình sẽ có một cái quầy bar ở phía bên ngoài và bên trong là khu vực không gian phòng bếp. Tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ An Cường và mặt đá hoa cương. Bên trong không gian phòng bếp thì mình có đầy đủ nội thất tặng kèm như một cái máy đông đếm gạo, bếp điện từ, quạt hút và lavabo rửa chén bát. Kế bên thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh, nhà vệ sinh là phục vụ cho khu vực không gian phòng phòng khách cũng như khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Và chỉ với giá 8 tỷ 200 triệu đồng, còn thương lượng quý nhà có thể sở ngay cho mình một căn nhà đẹp được anh chị nhà thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với tầng lửng ngược mới nhất năm 2023 và nằm tại trục đường số đường nhánh đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và với con đường ở phía trước rộng lên đến 8m, xe hơi xe tải là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình cũng như quay đầu, rất là thuận tiện để khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hàng online, rất là tuyệt vời. Với khu nhà lầu đồng bộ, khu đẹp nhất thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại thì không gian phòng phòng khách sẽ được anh chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng, khu vực ở dưới tầng trệt để mình làm văn phòng công ty, và là khu vực ăn uống ở dưới tầng trệt. Bên trên không gian phòng khách tầng lửng thì cũng đã được anh chị nhà full nội thất tặng kèm, mình có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi cũng như mình có một cái tivi tặng kèm. Bên trên này thì mình cũng được anh chị đóng thêm cho mình có một cái tủ để mình để trưng bày rượu. Và đặc biệt phía trước thì mình sẽ có một cái khoảng sân khoảng độ 2m, cũng được anh chị thiết kế cho mình có một bộ bàn ghế ở phía bên ngoài thì mình vui chơi và hóng mát. Và với khu nhà lầu đồng bộ, khu này thì phân lô lâu rồi cho nên là đang xây dựng cũng như đã xây dựng được một số căn nhà rồi, còn chỉ sót lại một vài lô đất thì cũng đang chuẩn bị xây dựng thôi.
với căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, đường thông bàn cờ rất là đẹp. Và khu vực phòng khách tầng lửng mình có một cái nhà vệ sinh phụ cho khu vực tầng lửng căn nhà, một cái lavabo phía bên ngoài để mình rửa tay. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ lầu 1 căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế có 4 phòng ngủ là đã được anh chị phun nội thất tặng kèm, và đặc biệt mình sẽ có thêm một cái phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm, phòng chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Toàn bộ cửa trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ sồi, và với giường rộng lên đến 1m8 được anh chị nhà đóng sẵn để tặng kèm lại hết cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và bên trong thì mình có đầy đủ như chăn ga, gối đệm và máy lạnh tặng kèm, cũng như rèm cửa tránh ánh cũng đã được anh chị nhà sắm sẵn để tặng lại hết cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và chỉ với giá 8 tỷ 200 triệu đồng, còn thương lượng thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín nó hàng đi xem. Một cặp nhà đang có diện tích từng căn là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 15m thì đã bán một căn rồi, còn lại một căn duy nhất. Và anh chị đang cần tiền cho nên anh chị giảm giá chỉ còn 8 tỷ 200 triệu đồng, còn thương lượng thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín nó hàng đi xem. Với mỗi lầu mình sẽ có 2 phòng ngủ chính và 2 nhà vệ sinh, được anh chị thiết kế rất là đẹp, thuận tiện khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như mua đầu tư, và mình mua cho thuê cũng như căn nhà mình thì đã được anh chị nhà phun nội thất, và toàn bộ nội thất sẽ được anh chị nhà để lại hết cho khách hàng. Khách hàng chỉ việc xách vali về nhận nhà vào ở ngay thôi, mình không phải sắm thêm đồ gì nhiều, toàn bộ nội thất đã được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm với căn nhà được thiết kế full nội thất rất là đẹp. Quý khách hàng đang xem video hãy đăng ký kênh thì nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật quý hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và như căn nhà này thì đang có giá là 9 tỷ 200 triệu đồng, và bây giờ anh chị cần tiền nên anh chị giảm giá nhưng chỉ còn 8 tỷ 200 triệu đồng, để quý hàng đang có nhu cầu và đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà nằm tại trục đường số đường nhánh đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, khu phân lô. Khu này thì khu phân lô của chợ lớn ngày xưa, cho nên mình sẽ có một con đường thông bàn cờ rất là đẹp, và nằm sát với căn nhà mình thì mình sẽ có chung cư Dream Home, chợ Thạch Đà cũng như là nhà thờ Thạch Đà nằm sát với căn nhà của mình. Và căn nhà mình thì nằm gần với lại công viên Làng Hoa, đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, và gần với rất là nhiều tiện ích như trường học. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 căn nhà, có 4 phòng ngủ được các chị thiết kế na ná giống nhau, cho nên là nhà đất Hoàng Tín xin quay video sơ qua để hàng tham quan. Và di chuyển lên khu vực phía bên trên là khu vực sân thượng căn nhà, sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước. Với căn nhà nó có hướng là hướng chính bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch, và chỉ với giá 8 tỷ 200 triệu đồng, còn thương lượng mạnh thì quý chàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, nhanh tay liên hệ về số điện thoại đơn thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Một căn nhà đẹp đang được anh chị chủ nhà giảm giá này. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp với không gian phòng ngủ được thiết kế full nội thất và có phòng tắm xông hơi cũng như có bồn tắm nằm, và không gian phòng thờ rất là rộng, được các chị thiết kế cho mình có một cái sảnh rất là lớn, và bên ngoài sẽ là không gian phòng thờ và một cái khoảng sân để mình vui chơi và hóng mát. Với căn nhà nằm gần với lại chung cư ở The Dream Home, đây là mình sẽ có một cái lô đất ở phía trước căn nhà mình, khu phân lô bàn cờ rất là đẹp. Khu phân lô này thì cũng đã phân lô lâu lắm rồi, từ năm 2002-03 cơ, cho nên là bây giờ chỉ còn lại sót lại vài lô đất thì hôm nay chị mới xây dựng và đang giao bán với một cái giá tại thời điểm khó khăn giữa năm 2023 chỉ với giá 8 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng. Rồi video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc, hẹn gặp lại quý khách hàng những video tiếp theo.